Xin kính chào quý vị, hôm nay là Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, cả thế giới cùng hướng về trẻ thơ với rất nhiều hoạt động giàu ý nghĩa. Chung cư The Ascent cũng dành tặng cho các thiên thần nhí một đêm hội rộn rã sắc màu mang chủ đề vui Tết Thiếu Nhi. Dù ít phút nữa mới tới giờ khai hội, nhưng không khí nơi đây đã hết sức rộn rã với rất nhiều trò chơi dân gian khiến các em bé vô cùng thích thú. Phía bên này, rất đông thiên thần nhí say mê chiêm ngưỡng các nghệ nhân tò he, khéo léo vun, nặn bột, tạo ra những con thú xinh xắn đáng yêu. Phía bên kia, các em nhỏ háo hức đón nhận những chùm bóng bay đủ màu sắc, hình dáng do các nghệ nhân bóng bay thực hiện. Vẫn với tiêu chí học mà vui, vui mà học, cuộc thi vẽ tranh chủ đề bảo vệ môi trường giúp các họa sĩ nhí vừa có dịp thể hiện năng khiếu hội họa, vừa nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, gìn giữ hành tinh xanh. Khép lại đêm hội là màn trình diễn aerobic rực lửa của chính các bé thơ The Ascent. Trong sự cổ vũ hết mình của các vị phụ huynh, các thiên thần nhí tự tin thể hiện những động tác khỏe khoắn cùng vũ đạo điêu luyện chẳng kém vận động viên chuyên nghiệp. Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay, nhưng niềm vui, tiếng cười hẳn còn rộn ràng mãi trong ký ức của các thiên thần nhí và các vị phụ huynh. Xin kính chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào Tết Thiếu Nhi năm tới.